Hôm nay chúng ta bắt đầu sang làm các bài về các phép biến đổi ngọc. Mục đích của phép biến đổi ngọc là gì? Là để giải quyết các bài toán lượng của các đối tượng hình học trong không gian trên đồ thức. Trên đồ thức cụ thể như thế này. Bây giờ cho một đoạn thẳng AB trong không gian, bất kỳ trong không gian, người ta thường gọi đó là đường thẳng thường, là đường thẳng có những vị trí không song song, không vuông góc với mặt phẳng hình chung đứng hoặc hình chiếu bằng. Cho nên khi chiếu lên hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, chúng ta không xác định được độ lân thật của nó. Cụ thể ở đây là chúng ta có đoạn thẳng AB đi qua hai điểm AB, thì hình chiếu đứng của nó là A1, hình chiếu bằng nó là A2. Bây giờ anh biến đổi là như thế này. Bước 1 là chúng ta kẻ một đường thẳng bất kỳ, ta gọi đó là đường thẳng phụ trợ, trục phụ trợ x chỉ phẩy song song với A2, song song ra, để trong hệ thống chiếu mới, tức là như thế nào, tức là ở đây từ A tôi hạ những đường thẳng A2 vuông góc với trục x chỉ phẩy, B tôi hạ trục trục x chỉ phẩy, và trên cái đoạn vừa hạ vuông góc xuống, tôi lấy các cái đoạn thẳng nó bằng nhau. Đây, cái đoạn thẳng bằng nhau là cái đoạn trên này, lấy vào đây. Đoạn đi qua B1 lấy vào đây. Ta lấy bằng compa, chúng ta lấy xuống trên này. Thì ở trong hệ thống chiếu mới, hệ thống chiếu lần thứ nhất x chỉ phẩy này, chúng ta thấy có đặc biệt là A2 song song với x chỉ phẩy. Cho nên chắc chắn trong hệ thống chiếu mới này, đường thẳng đã trở thành đường mặt. Vì vậy ta xác định được độ lớn thật của đoạn thẳng trong không gian chính là đoạn thẳng A. Độ dài thật chúng ta đo được ở đây. Bây giờ chúng ta làm tiếp. Ta kéo dài cái đoạn thẳng A'1, B'1 mà ta vừa mới vẽ xong đó, kéo dài rồi ở bên ngoài ta dựng một đường thẳng x'2', người ta gọi là trục chiếu phụ trợ thứ hai, vuông góc với A'1, B'1, vuông góc tại một điểm, ta kéo dài ra, rồi chúng ta lấy cái đoạn K trong hệ thống chiếu mới đặt vào đây, thì chúng ta nhận thấy rằng A2, B2 trong hệ thống chiếu cũ nó đã sang đây, nó trùng với nhau. Vì vậy trong hệ thống chiếu mới này, điểm A2, B'2 trùng với nhau, cho nên cái đường thẳng A trong không gian trong hệ thống chiếu mới sau hai lần chiếu đã trở thành đường thẳng chiếu bằng trong hệ thống chiếu mới. Như thế là sau hai lần biến đổi, đường thẳng thường đã trở thành đường thẳng chiếu sau hai lần biến đổi. Tôi nhắc lại, nếu đường thẳng thường trong hệ thống chiếu bình thường, đây tôi đang vẽ đây, tôi chỉ cho các em đây, trong hệ thống chiếu bình thường nó là đây. Đấy, sau khi chúng ta kẻ x chỉ phẩy hệ thống chiếu lần thứ nhất, thì đường thẳng thường đó có thể trở thành đường bằng hoặc đường mặt trong hệ thống chiếu mới sau lần biến đổi lần thứ nhất. Rồi chúng ta lại kẻ x chỉ 2 phẩy vuông góc với a phẩy 1 đó để biến đổi lần thứ hai, chúng ta lại thu được a phẩy 2 trùng với b phẩy 2, là đường thẳng đã trở thành đường thẳng chiếu bằng trong hệ thống chiếu mới. Bây giờ chúng ta sang phép biến đổi về mặt phẳng. Tôi giả sử mặt phẳng như sau. Mặt phẳng của chúng ta là mặt phẳng cho bởi tam giác ABC, hình chiếu đứng là A1, B1, C1, hình chiếu bằng là A2, B2, C2. Cũng tương tự như vậy, đây là mặt phẳng thường, vị trí bất kỳ. Bây giờ tôi yêu cầu chúng ta tìm hình thật của nó. Ta làm thế nào tìm hình thật, nó cũng rất dễ thôi nhé. Đây, trong hệ thống chiếu đầu tiên là hệ thống bất đầu tiên mà đầu bài cho trước, không có vị trí gì đặc biệt cả. Chúng ta kẻ một đường mặt hoặc đường bằng, ở đây tôi kẻ đường bằng từ B1 trên hình chiếu đứng, tôi kẻ một đường thẳng song song với trục x, rồi gặp đây tại một điểm tôi gióng xuống, tại C2 chúng ta có cái điểm gióng. Như thế là cái đường này là đường bằng trong tam giác ABC, chúng ta đã vẽ được hình chiếu bằng của đường bằng nó đây.
Rồi dựa trên hình chiếu bằng này chúng ta mới bắt đầu tiến hành biến đổi. Là ở ngoài tam giác A2B2CA chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc với đường bằng trong hệ thống chiếu mới này. Sự vuông góc đó phải được thể hiện ở trên bản vẽ của chúng ta. Khi làm bài chúng tôi nhìn thấy sự vuông góc này. Các em rất chú ý, chúng ta phải nhìn thấy sự vuông góc này nhé. Không có là rất là gai. Hay tôi nhìn thấy sự vuông góc đó. À, nó vuông góc đó. Như thế là, rồi đây là cái đoạn thẳng H trong hệ thống chiếu mới. Chúng ta đặt vào đây. À, rồi K chúng ta gióng, chúng ta đặt vào đây. Từ điểm A gióng này, ta gióng xong chúng ta được cái đường này là đường K. Đoạn này là K. Bằng đoạn K này. Và sau hệ thống chiếu này thì sau lần biến đổi thứ nhất, khi tam giác ABC đã trở thành tam giác chiếu đứng trong hệ thống chiếu mới, sau cái thì phải sau hệ thống chiếu mới này chúng ta lại kẻ một đường thẳng x2 phải song song với A phải B phải C phải, chắc chắn nó chiếu suy biến thành một điểm. À, chắc chắn chiếu suy biến thành một điểm đây. Các em rất chú ý cái ký hiệu vuông góc này, ký hiệu song song này chúng ta phải ghi ra rõ để các em làm, các em hay bị mất những cái hình này lắm. Đấy, tôi copy nó sang, nó song song với nhau. À, rồi cũng biến đổi, ta lại gióng từ A1, ta gióng một đường thẳng vuông góc với trục x2 phải B1, chẳng gióng vuông góc, gióng vuông góc. Rồi chúng ta lại chuyển lượng từ R của cái điểm B này, chúng ta đo lên đây. À, độ dài R đây. Độ dài M chúng ta đo của điểm A phẩy trong hệ thống chiếu mới. Thì cái hình mới này chính là bài toán lượng tam giác. Độ lớn thật của tam giác đã thể hiện. Việc tìm ra độ lớn thật, hình thật này là cực kỳ quan trọng trong các bài toán về lượng trong quá trình thiết kế. Thí dụ chúng ta thể vẽ được cái đường tròn tiếp xúc trong này, chúng ta tính diện tích rất thứ chúng ta làm ở trong này, rồi chúng ta chuyển về nhé. Đây, tôi giả sử là chúng ta vẽ một đường cái tam giác nội tiếp, cái tam giác đi qua các trung điểm của các cạnh A2, B2, CA, tam giác đi qua nó. Tôi giả sử đi qua trung điểm. Ở đây tôi sử dụng, tôi vẽ thử cho các em thấy nhé. Nhìn lại qua trung điểm, tìm thấy cái điểm này, điểm này ra qua lại. À, cái tam giác này đã đi qua các trung điểm này trong hình thật. Tam giác này trong hình thật đi qua trung điểm. Bây giờ tôi muốn chuyển về cái tam giác này thì cách làm cũng đơn giản thôi. Từ điểm này, từ cái điểm mới này, tôi lấy một đường thẳng n đi qua nó nhá, qua đây. Tôi dựng đây đi qua AB2CA, nó dựng về đây. Vuông góc tôi chuyển về là chuyển, tôi phải chuyển vuông góc với đâu? Chung là vuông góc với cái này. Vuông góc với cái này. Chúng ta rất chú ý chuyển vuông góc. Trung điểm chuyển vuông góc về đây. Cứ như thế chúng ta chuyển tiếp, chứ nhiều sinh viên đi nối luôn vào đây là sai, hoàn toàn không đúng. Chúng ta rất cẩn thận nhé. Chúng ta chuyển từ đây, chúng ta chuyển xuống đây, rồi từ đây chúng ta mới chuyển về bằng các đường gióng vuông góc với nó, vân vân và vân vân. Thì rồi bài nữa, một phép biến đổi nữa là biến đổi bằng vết đây. Các em nhìn thấy rõ, tôi cho một mặt phẳng bằng vết là V và đoạn thẳng AB thuộc mặt phẳng đó. Người ta yêu cầu chúng ta tìm độ dài thật của cái đoạn thẳng AB này thì người ta dùng phép gập mặt phẳng bằng cách như sau. Bước 1, dưới mặt bằng, mặt phẳng hình chiếu bằng, tôi lấy một điểm bất kỳ, tôi dựng một đường thẳng vuông góc với V2. Đường thẳng vuông góc đó là trục x phải. Rồi trục x phải. Rồi tại điểm A chúng tôi tìm như thế này,
chúng ta đưa về đây và quá trình tìm như mũi tên này hướng dẫn các em, chúng ta đã nhanh chóng biến được, chúng ta đã gặp được cái mặt phẳng và tìm được độ dài thật của đoạn thẳng AB đó. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình của chúng tôi.